ở thời điểm này thì em nghĩ là đi ra đường sẽ có rất nhiều người gọi anh là anh Kiệt. À. Cảm xúc của anh như thế nào ạ? À? À, Thực ra thì uh, kể cả những em bé mà ba bốn tuổi uh, cũng gọi là anh Kiệt, cái bố mẹ nó ủa sao con lại gọi anh Kiệt, ba mẹ còn gọi anh Kiệt mà con phải gọi ông bác chứ nó không? Thích gọi anh Kiệt hà chứ không có gọi là bác gì hết á, mà nó trả lời rất là ngô nghê. Cũng như ngày hôm qua anh đi uh, anh đi mua đồ cho cái dự án phim sắp tới của anh thì. Uh, thực sự là lúc đó anh đi tập về anh mới rất là mệt anh mới lấy cái nón anh đội anh đeo cái khẩu trang để mà đi mua cho nó nó nhanh đi về xong cái có một con bé khoảng chừng năm sáu tuổi thôi nó cứ nó nghe cái lúc mà anh nói chuyện á thì anh có cảm giác là bắt đầu nó nhìn anh rồi khi anh mở miệng ra nói là nó nhìn anh rồi xong cái anh bắt đầu anh đi từ ở bên cái shop này anh đi vòng qua tới bên kia xong anh đi vô cái cái shop lớn hơn nữa cái shop nó rộng lắm vậy mà nó bắt ba mẹ nó phải bỏ hết tất cả mọi thứ không được mua đi theo nó thì sau này anh mới biết đi theo vòng vòng mà em biết tội nghiệp lắm không dám lại xin cứ đứng từ xa nhìn anh kiệt thôi cái xong một lát cái người cậu mới người ba chứ người ba mới nói là à, xin lỗi anh kiệt cho cho, cho cháu chụp nó ủa sao anh biết em cái nó cháu đi theo nãy giờ gần hơn nửa tiếng rồi đó nó nói, ủa sao nãy giờ sao không nói anh xong cái mà khi mà kêu anh kiệt kêu lại chụp hình đó thì mắc cỡ phải lại ôm xong bắt đầu đó, bắt đầu mới cười bắt đầu hai chụp hình xong cái ôm 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 anh Kiệt nó em về nghe anh Kiệt cái mà mẹ nó ủa sao lại kêu anh Kiệt nó không, không thích là anh Kiệt à đấy nó thật ra thì bé không hề biết anh đâu nhưng mà tại vì đó, chắc có lẽ là nghe cái giọng nói của anh tại vì uh, anh làm cái gì cũng vậy đó, khi mà anh <laughs> anh đi đâu cũng vậy nhiều khi uh, anh anh có cái thói quen là anh hay đeo khẩu trang À, cái xong cái anh đi vô thang máy cũng vậy cái xong cái anh đội nó anh chưa có con mắt thôi vậy đó mà nhiều khi mấy đứa bé nhìn xong cái, cái nói, anh kiệt anh kiệt rồi anh kiệt, anh kiệt, anh kiệt. nó nhìn đôi mắt đó anh thôi đó ừ, nó chỉ nhìn thôi đôi mắt anh thôi là nó biết anh là anh kiệt vậy là anh có cả phanh nhí nữa phanh nhỏ như thế ồ oh, phanh nhiều lắm mấy đứa nhóc đó, mỗi lần mà mỗi lần mỗi lần mà ở sớm ở chung cư của anh ấy, anh đi xuống anh mua đồ cái xong cái cái nó nói với mẹ nó nói là đêm qua chú kiệt bị cái bà già vợ bả chửi cho vô mặt đã nói rồi tao nói đừng có ăn rồi mà cứ xuống ăn không ăn mì gõ ngoài đường đi cứ về nhà ăn chi cho bà chửi <laughs> nó nói, nó nói rất là dễ thương mà mỗi lần anh xuống bếp ăn là nó nè 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 hồi bà kia bả xuống bà chửi <laughs> nó có những cái tình cảm mà em biết không là trước đây hầu như là khán giả nhí không có để ý tới nhưng mà cái phim này anh không hiểu tại sao mà khán giả nhí lại, lại 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 quý mến cái nhân vật Kiệt như vậy mà anh anh cũng không lý giải làm sao. Ừ, rồi có những đứa nhỏ nó 5 6 tuổi nó coi xong rồi cái nó khóc, hỏi sao khóc. Ừ, con thấy không thấy thương với anh Kiệt quá. Chả biết thương là thương như thế nào nhưng mà thấy anh Kiệt khóc là cứ khóc theo vậy đó. Dạ thưa anh có nhiều fan nhí yêu quý mình như thế thì uh, bản thân anh Dũng là anh có bất ngờ với cái điều này không? Uh, thực ra thì uh... Trước đây thì mình chỉ là người lớn thích mình thôi nhưng mà giờ cái phim gọi nước cầu tẻ này đi đâu thì các bạn nhỏ cũng gọi là anh Kiệt Mặc dù là ba mẹ nó không có được gọi vậy, gọi là, chỉ là bác Dũng chứ Nó không, chỉ thích anh Kiệt thôi tại vì không hiểu sao mà thấy anh Kiệt khóc là là, 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 là tụi nhỏ sẽ khóc theo à Chắc có hiểu như thế nào Đó là chắc là có lẽ là tại vì các bé bây giờ sống cũng có tình cảm nên thấy, thấy hoàn cảnh của bác Kiệt, chú Kiệt, anh Kiệt <laughs> khổ quá